mẹ nó, tôi vẫn chết chân đâu mày. Zaga, bắt cho con mình là Linh đây. Ôi, quả Abyss và Led. Cái quả Led kiểu kiếm nó đẹp phải. À, cũng rất là lâu rồi chúng ta không còn là trở lại những cái bộ môn thể thao mạo hiểm, chạy zon đó. Hôm nay thì mình sẽ cầm thanh Abyss và Led cùng với khẩu, chứ là cái khẩu lục kia mình vẫn kết đúng quá. Ui. À, mình sẽ đi lượm hòm vào nhà súng ấy. Đây, bọn này bây giờ anh em bây giờ lười nhặt hòm nhỉ? Hòm bây giờ cái thời mà hòm mới về không? Mấy bố tranh nhau nhiệt kinh khủng lắm. Nào vào đây. Ôi đi. Đó thôi, cái này bổ chấp. Từ mình chưa quen, mình chưa quen. Để tiêu đi. Nó có bóng ma nó nhảy kìa. Đấy, anh em kiểu vậy súng xịn đầy đủ gọi là trang bị tận răng rồi. Nên là mấy cái hòm này mình gọi là, mấy cái gọi là đây mới gọi là cơ hội của mình không? Chứ bây giờ mấy bố mình chưa vào đã nhặt hết bố thì lấy đâu ra hòm mà nhặt. Đây. Ui không được kiểu. Ôi. Ôi hai bổ đây. Chưa chết. Ôi 2k rưỡi. Mày vào đây. Mình bổ nó 2 cái rồi, thằng Diablo nó ăn mất. Ui. Đó, cái mục đích của mình khi mà trang bị khẩu đe kia vào là đâu. Em sẽ có 2 hit cận chiến các bạn, thì mình hơi chơi hơi đều. Chơi hơi láo một tí là thực ra quả lục nó cận chiến nó mạnh lắm, nên là khi mà anh em chém cái phát đầu của Abyss mà nó không chết thì phát hai mình nghĩ dễ chết lắm. Đây rồi, danh hammer gold. Thằng tí là đi nhặt hòm nhưng mà toàn bị hóa zom thôi. Mình thề lắm, mình gọi là cứ khi nào mình nhặt hòm được cái khẩu súng ngon ngon một tí là y như rằng là vài giây sau bị hóa thành zom và coi như chúng ta mất súng. Ôi chạy đâu, chạy đâu, mất hết thanh rồi. Ôi lát địch. Anh em thấy nào, ổn nhờ, quả kiếm ấy được, nó đẹp. Xong rồi cái sát thương của nó mình chém rất là ghê luôn. À, mình cứ tưởng là nó không biết nhảy, nó biết chạy qua được. Qua đây. Ồ. Đó. Ok, kịp. Ui. Phải chậm một tí thôi là. Ui, nhìn con chú quỷ kìa, nó vả nhẹ, nó tát yêu thương một cái thôi. 4k máu, còn 4k máu. Ôi, 1k máu đây. Thôi, chui. Cái mèo chơi mày đâu. Mẹ. Con mèo gì mẹ sinh ra thì đít to hơn đầu, xong rồi là mẹ cục cũng chịu, nó tát cho đau cũng chịu được ấy. Thôi vào đây cho chắc ăn kìa. Trốn. hôm nay thì mình có làm thêm một cái clip truy kích kích nâng cấp, thì nếu mà anh em không biết thì nhớ bấm chuông nha. Mình phải khuyên nhắc anh em bấm chuông thôi. Mấy bố toàn bảo sao anh không win. Sai. Được. Anh hòm mấy hòm rồi. Họ bây giờ anh em ít chặt lắm nên là ô Riot siêu đủ quả súng ngọn à, quả khiên này ngon em. Cho nên quả khiên này anh em nên bắn từ tầm xa thôi đấy, bên game mà còn không được. Không sao mình ổn à, vẫn được quả súng ngon. Anh em nhớ bấm chuông nhá. Và thế nào, có một cái comment mà mình đọc thì em mới bảo là cái game truy kích nâng cấp ấy, thực ra nó là truy kích của mình mà sẽ gọi là được nâng cấp lên ở trong năm 2020 nhé. Thì nói chung là cũng chẳng biết nói sao, thì đây là một cái lời mà gọi là động viên anh em thì nó đúng. Úi giời ấy, né cái nhẹ ui. Con sau đại vương ơi, đúng không, con đường mẹ con đồ to nó chặn đường mình luôn. Thực ra nó không phải là truy kích nâng cấp đâu, đấy là chỉ qua là mình gọi là đặt thế này cho anh em dễ hiểu thôi. Vì các bạn là cái game đấy với so với game truy kích mình ấy, nó phải đến giống nhau đến khoảng 70-80%. Chẳng qua là cái đồ họa của game đấy nó đẹp hơn, nó mượt hơn các thứ thôi, chứ còn nó là một game khác nha anh em. Một nhà phát triển khác, một công ty khác nó làm chứ không méo phải đâu. Nhưng méo phải là truy kích mình đâu anh em nhá. Truy kích mình chỉ là game chuyên web thôi. Chứ còn CF với cả CFHD thì nó là một anh em ạ. CFHD là cái bản phát triển của nó đấy. Nó hên luôn mà. Nó phải đến 100% mất. Ở đâu? Cũng không đến đâu. Nó phải khắc. Ủa. Ôi. Rồi tôi chết rồi. Mày ui. Nếu không, nếu mà nhìn khu nhập phải hơn 3k máu à. Cái này bổ. Cái sát thương nó kinh dị mà nó hơi chậm thật, nhưng mà nếu mà anh em căn chuẩn được ấy thì mà kinh.
Ai biết đâu quá đâu. Thôi mình đến méo chơi cái map. Cái map di tích hoang đấy thì nó nhỏ nhỏ thì em chạy nó kiểu mình lười chạy do cái map này thôi, chứ còn nó thẩm du nhiều lắm, thật khó. Thật tưởng tượng là mấy bố toàn súng xịn cho đúng là giúp ở chuồng đấy. Mình thì mẹ chạy rẽ cả cức ra. Nó chết thằng nào. Ok, để like nhá và để xem nào. Bây giờ chúng ta có vũ khí cận chiến mới, súng cận chiến mới thì khá là nhiều. Nên là chắc là mình sẽ lại quay lại làm mấy cái thử thách vui vui cho anh em. Đấy là anh em cứ đặt thử thách cho mình. Đây, còn đây, đấy, không, nó quay đít ngay, không thèm nhặt. Kêu với tao, úi, ôi đây. Ơ, à, cái kiếm này với quả súng này hợp với nhau này, đúng không? Diablo này. Quả kiếm này cũng kiểu dạng Diablo thôi mà. Dòng dõi nhà quỷ, ôi đấy. Đây, không sao, đây, khỏi đánh con hơn, khỏi đánh con hơn. Ý, 70 hero. Đây rồi. Ê, đây, đừng, 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 đừng. Mày qua đây. Mày láo này, mày láo này. Mày, ui. Ui, chậm một tí thôi mà. Thằng cờ hó là nó méo bắn nữa là mẹ. Thằng sống chó thế chứ lại. Sao là mày có mấy cái thằng mà nó khốn nạn. Nó thấy mình cận chiến là nó méo bắn nữa anh em ạ. Thế là nó đứng im để cho mình solo với hai con zom. Nhưng mà còn đấy, nếu mà mình chém kiểu kiếm là nó chỉ cần chém nhanh hơn một chút thôi là mình có khi mình cận chiến với hai thằng đấy. Có đầu nhỏ dễ nhất không, nhưng mà có chém vào đầu nữa. Đen của đấy hơi đen. Không sao, không sao. Tiếp tục, tiếp tục. Để xem là bây giờ là mình có cái link, có một anh em chia sẻ cho mình cái link của CFHD ấy, nhưng mà tạm thời mình tải về rồi, nhưng mà mình không biết là nó cái lỗi gì ấy. Không biết lỗi Fortune Play gì mà mình không thể vào game được. Sau còn cái CF Trung Quốc nữa. CF Trung Quốc thì nó nhiều cái hay lắm, nhiều cái mới so với bên CF mình, nhưng mà cũng có lỗi, mình đéo hiểu sao, trừ cái game trừ cái game truy kích nâng cấp ra thì mình chơi được. Còn mấy cái game kia hết lỗi thì lại là nó bị gọi là crash game ấy, nó toàn bị crash game ấy, khó chịu lắm. Ui, chuột trái đấy, chuột trái một phát chết luôn mà. Đỉnh vãi. Ở đằng sau kìa, ớt ơi. Ui, mình xin. Khổ thân mấy bạn. À đây 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 đây. Tôi nhả đi, khổ quá. Quá đấy, mình xuống đến nơi rồi mà nó còn cãi. Lâu không kiểu nghịch mấy cái này nhưng mà khó. Có nhận là thời buổi bây giờ anh em mà cầm kiểu dao đi xong đi lượm hòm nó khó thật. Bởi vì là súng cận chiến ấy, chúng nó một là chúng nó KS, hai là chúng nó sẽ ôi nghịch. Đấy là chúng nó sẽ nghịch ngu như mình đây. Mình méo thêm hóa heo đấy. Chúng nó cầm súng cận chiến khủng ấy thì là khó lắm. Ngày xưa xuôi hết mình về. Nhưng mà kiểu mình vẫn hay thích kiểu liên hệ thôi. Không ngày xưa đó. Ngày xưa dễ hơn em. Thế đó. Thì hiểu thế cho đơn giản. Lại ngày xưa. Mấy giờ rồi còn ngày xưa. Giết thằng này được. À nhỉ. Khôn phết. Đi xuống dưới rồi. Để ra vay cho mày. Một tháng mình xích. Tao phải con hero. Ờ cái con hero mới này ít anh em bị hóa được nhỉ. Bởi vì là nó phải ép phải 3 đến 4 đồ gold thì phải. Thế nên là vĩnh viễn thì nó mới được cái con hero mới cơ. Hòm xa quá em ạ, chết rồi. Đây, mình chỉ làm một lần thôi. Con cái này nếu em biết bắn đi thì nó dễ, nhưng mà mình kiểu nhảy hai bậc ấy. Nhảy hai nấc nó tuột, ui giời ơi. Thế đây mình đang cố mẹ nhanh hết sức để vắt chân lên cổ để kiếm cái hòm. Cuối cùng thành mẹ con chú quỷ ở đầu to rồi. Kệ không sao, lâu lâu không chơi. Thế chắc nào. Liên minh thì mình cũng làm rồi này. Cái trò, mình thấy cái trò Walmart ấy, cái trò mà giống Slither.io ấy. Mình thấy game đấy cũng hay mà sao anh em không thích, có vẻ không thích mấy nhỉ. Cái đấy cực vui đấy mà nó còn chơi cái luật chơi của nó, cách chơi kiểu nó hay hơn cái game Slither. Mình còn được 3 mạng mà, xong có cái skill đặc biệt. Ba thằng trên này làm sao mà lên ta. Ôi. Úi giời, bắn đi, ui giời. Ok, đợi lúc này mình sẽ cố gắng câu giờ đến cái lúc mà mình thành con chú quỷ ông mình tát. Úi giời ơi, này thì cận chiến này. Khổ báo à.
hồi báo với chúng tôi. Sao mình cứ đi đến đâu là chúng nó lại chạy mẹ toán loạn lên đây. Mình cứ cảm giác mình cứ đi càng ngày càng xa chúng nó ấy, mà mình trong khi mình đang rất là cố gắng đi lại gần rồi. Ây à, Akalagan. Chết thôi, còn chờ đợi gì nữa. Úi giời, bắt đấy. Mình thì không giết nó đâu nhưng mà thôi mình cứ để thầm khoảng 4 thằng lại nha bạn. Để tí nữa mình heo nó một sao ấy và mình thành con chú quỷ. Tính toán đấy các bạn. Thế cho là IQ vô cực. Đây, đến rồi, sao đến rồi. Đấy, bây giờ cũng bắn đi được một đoạn đấy chứ. Mình không biết là anh em có xem cái của cái thanh niên Rika không. Mình thi thoảng mình thấy là mình vào xem, ui mẹ bắn đi hay vãi trưởng em ạ. Thề mẹ ông với mẹ bắn đi, mẹ vừa cầm súng vừa bắn đi được ấy. Mình trong khi mình nhảy bình thường nó khó, nhảy thẳng còn khó là đấy. Ơi thôi một sao đúng không. Rồi chúng mày chạy đâu, ơ có lại 2 sao kìa. Này tao chờ giây phút này lâu lắm rồi. 2 phát ui một thằng chết. Cái bọn thẩm du mình phải tát, mình không nhân được kìa. Tát hết 14 giây nữa. Bunny này. Úi, 2 vả. Úi, toàn bị kết kìa. Mẹ mới thành điên mẹ của zombie nhỏ. Ôi, lâu mình không kể nói đầu nhỏ với đầu vếu nhỉ. Ôi, phải kia chéo rồi. Ê, cảm ơn các bạn đã theo dõi và được quên like và đăng ký kênh của mình nha. Ở đây nói chung là nghịch vui vui một chút thôi. Mà hơi đen. Đã bị hóa zombie không? Úi.